Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lò Văn Quý, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại bản Púng Nghiệu, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội là đối tượng Hoàng Phi Hùng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại 682 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Trịnh Văn Lâm, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, bị công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện